bạn nhất định không thể khế nhập. Hay nói cách khác, bạn giúp đỡ người khác có hạn. Vì sao vậy? Vì giúp bản thân mình còn giúp không nổi, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Tại vì sao niệm Phật cũng không thể giảng sanh vậy? Vì bạn chưa có phát tâm Bồ Đề. Bạn đã xem trong phẩm Tam Uối giảng sanh: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng thiên niệm, tâm Bồ Đề không có tham sân si. Có một mảy may ý niệm tham sân si là không phải tâm Bồ Đề. Bạn vẫn là tâm luân hồi, bạn vẫn là tâm phạm phu. Tâm luân hồi thì tạo nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi tu tích tất cả thiện pháp thì ở trong tam giới lục đạo hưởng phước. Phước báo này thật sự là trên thì làm vua trời, dưới thì là người quyền quý nhân gian. Bạn chỉ có thể được quả báo này. Chúng ta quân tu Phật Pháp đã lâu, hiểu rất rõ chân tướng sự thật này. Trong tam giới, cho dù làm đến Ma Hê Thủ La Thiên Dương vẫn chưa thể thoát khỏi luân hồi. Hay nói cách khác, đây không phải là biện pháp cứu cánh. Cái thù thắng của Phật Pháp chính là cứu cánh viên mãn. Phật Đà chỉ có thể chỉ dạy chúng ta, chứ không có cách gì tu hành thay cho chúng ta được. Phật Đà gia bị cho chúng ta bảo hộ chúng sanh chính là ở dạy học mà thôi. Trích từ Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh tập. Tiêu chuẩn của tà chánh, chúng ta nên biết chánh pháp bạn nhất định thành Phật, đây là chánh pháp. Không thể thành Phật nếu làm tà pháp. Bạn học Phật rồi vẫn phải tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo tu một chút phước là tà pháp, không phải chánh pháp. Các vị nên biết tiêu chuẩn của chánh pháp nhất định là phải thoát khỏi lục đạo luân hồi. Miễn cưỡng mà nói, A-la-hán được xem là chánh pháp, thoát khỏi luân hồi rồi, nhưng mà họ vẫn không được xem là thuần chánh. Bởi vì họ vẫn còn chấp trước vi tế. Chánh pháp thuần chánh chân thật là pháp thân đại sĩ, đó là chánh pháp. Chúng ta ngày nay nói lời thành thật, đừng nói phá vô minh, khiến tư phiền não phục, còn phục không được, không có cái năng lực này. Nếu bạn không tin, tự mình ngồi xuống, ngồi khoảng 5 phút, thật bình tĩnh và quan sát. Ở trong tâm bạn có vọng tưởng hay không? Ở trong 5 phút không biết đã nghĩ bao nhiêu thứ rồi. Bạn mới biết, ở trong tâm vọng niệm lên xuống, không thể điều phục được. Hãy thử xem, niệm Phật hiệu xem, có đè xuống được hay không? Vẫn là không thể đè được. Cái này là biết không được. Có năng lực gì giết sanh tử ra khỏi tam giới đây? Nói thật ra, ngoài niệm Phật, đối nghiệp giảng sanh ra, không có con đường thứ hai nào khác. Đối với chúng ta, loài người này mà nói, chánh pháp chính là một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra, đối với chúng ta mà nói, hết thảy đều là tà pháp. Vì sao vậy? Không thể thành tựu, không thể thấy Như Lai, chính là không thể thấy tánh. Thị tác dục quán nhất như, phi tận không tình thức bất khả. Bạn phải đem tình thức, tình là phiền não, thức là vọng tưởng phân biệt, phải đem nó đoạn cho thật sạch sẽ, bạn mới có thể thấy tánh. Đây là đem đạo lý nói ra rồi, nhưng mà lại sợ chúng ta vẫn còn nghi hoặc. Vừa mới nói rồi, chúng ta học Phật không thể rời khỏi tượng Phật. Không những ở trong tự nhiên có tượng Phật trang nghiêm, mà gia đình cư sĩ học Phật chúng ta ở trong nhà cũng thờ cúng tượng Phật, sao có thể xa rời sắc tướng được? Như đây nói, Phật kinh trung mỗi lệnh nhân quán Phật tướng hảo, tu tri thử thị phương tiện. Đây là đối chứng sơ cơ mà nói, người mới học Phật có lợi ích. Vì sao vậy? Ở trong cái nghiệp thức này, từ sớm đến tối đều là tham sân si mạng. Cái này làm tổn thương đối với mình quá lớn rồi. Đã có vọng niệm, có vọng tưởng, ta không nghĩ gì khác, cứ nghĩ đến Phật, cái này tốt. Đem cái đối tượng vọng tưởng đổi lại một chút, đây là pháp phương tiện, biện pháp tạm thời. Vậy bạn nghĩ đến tượng Phật, vậy bạn nghĩ đến kinh Phật. Ở trong kinh Phật nói những ý nghĩa này, bạn chỉ nghĩ đến cái này. Nghĩ đến cái này thì tốt hơn quá nhiều so với nghĩ đến ngũ dục lục trần thế gian. Đây là bước đầu tu học. Nhưng mà cái công phu đó phải biết nâng cao lên, hoàn toàn
không phải đến đó là dừng.